Shop phụ kiện Minh Thảo PCB, em xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Hôm nay shop Minh Thảo em về được 3 cái mẫu kính ngắm của dòng kính ngắm West Hunter. Tiện đây thì em sẽ bỏ kính để quay cho anh em xem tham khảo 3 cái mẫu này. Hàng vừa mới về xong thì anh em xem để tham khảo 3 cái mẫu này nhá. Mã đầu tiên thì là mili, lần này thì em nhập là mili này, thông số nhỡ, thông số lớn để cho anh em lựa chọn ở tầm từng cái tầm phân khúc giá tiền. Đấy thì đây nhé các bác nhá. Đây là một chiếc mili trên tay em đang cầm này. Đấy, con này thì nó sẽ có thông số là một tên là HD, có gọi tên gọi là West Hunter HD 1-6 nhân cho 24 lần IR nhé các bác nhá. Con này thì em đang bán có giá là hơn 2 triệu đồng nhé các bác nhá. Sẽ có giá là hơn 2 triệu đồng đối với dòng kính ngắm mili này. Đấy, cái loại này thì nó sẽ có đèn hồng tâm nhé các bác nhé. Đấy, đây em sẽ cho các bác xem cái tâm. Đây nha các bác nhá, thì tâm của nó đây nhá các bác nhá. Bởi vì là em quay trời tối nên nó không tiện là thì lấy điểm sáng nó rất khó. Thế là em cứ quay tạm như này, xong một tí em sẽ quay buổi trời. Buổi trời tối để em quay đèn hồng tâm cho các bác. Cái tâm của dòng những cái dòng này em nhập về không những nó nét, nó chống được tâm tốt, mà cái tâm của nó thì cái nào cũng rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Cái loại nào cũng rất là đẹp. Hôm nọ em cũng thử đi test những cái kính này rồi thì nó làm rất là, cái công việc của nó làm rất là tốt này. Nói chung là về mặt thẩm mỹ hay là về mặt chất lượng thì em tin chắc rằng anh em nào mà chơi con này thì thật sự là rất là sướng nha các bác nhá. Đó, West Hunter 1-6 x 24 lần IR. Thì cái phần phụ kiện thì em xin phép là anh em là bỏ qua nhé. Anh em nào mà có cần thông tin sản phẩm ấy thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp trên vòng 3 cái số kia. Đấy thì lúc đấy em sẽ quay tâm, bởi vì bây giờ em cũng quay hàng nó vừa về trời tối xong thì em cũng nhanh thì gọi là em quay như này thôi. Và anh em nào mà muốn có chi tiết nhất thì gọi điện cho em qua Zalo. Kết bạn Fplix cho em qua Zalo thì em gửi hình ảnh chi tiết và báo giá này, cũng như là những cái phụ kiện đi kèm của những dòng kính ngắm này cho dễ. Nhiều khi là em cứ nói luôn ở trên này thì người có bác nghe được, có bác không thì vẫn phải hỏi đi hỏi lại thì nó cũng mất thời gian đúng không ạ. Đấy thì em cũng bảo trước là như thế nha các bác nhá. Cái mẫu thứ hai đây, cái mẫu thứ hai này, cái mẫu này thì có giá là gần 3 triệu nha các bác nhá. Gần 3 triệu. Thông số của nó là 4-16 x 44, 4-16 x 44 AFP. Đây nha các bác nhá. Đấy, con này sẽ cạnh tranh, em lấy về con này ấy, thì mọi người trong tầm phân khúc của những cái chiếc cắm ngắm này thì hiện tại em có 4-5 mẫu đấy. Thì cái mẫu này là cái mẫu mà hàng West Hunter này. Đấy em ngắm thì em thích, cực kỳ là thích cái tâm của nó thì em nhập đây. Nhập về để cho anh em chơi. Đấy, cái mẫu này là 4-16 x 44 nha các bác nhá. EFP. Đây là cái tâm của nó như thế này này các bác này. Con này những cái tầm độ từ 2,5 triệu đến 3 triệu như con này thì hầu hết là sẽ không có đèn hồng tâm nhé các bác nhá. Hầu hết là sẽ không có đèn hồng tâm trong phần tầm phân khúc giá từ 2,5 triệu đến 3 triệu là không có đèn hồng tâm. Đấy mọi người chú ý, mọi người xem thì cân nhắc. Đây cái tấm kính của con đấy đây nhá các bác nhá. Tâm số các kính chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Cực kỳ là tốt nhá các bác nhá. West Hunter. Đó. Rất là đẹp nha các bác nhá. Hình sừng online nhiều. Đấy. Rất là đẹp nha các bác nhá. Làm rất là đẹp. Đây những cái nút ví dụ như những cái nút này. West Hunter nó làm những cái nút chỉnh lên xuống này, nó làm bên ngoài cũng khá là đẹp. Đó. Hai bên nhìn đẹp nhá. Đó. Sang đến cái mẫu cuối cùng, cũng là cái mẫu mà đắt, em đang bán đắt tầm giá hơn 3 triệu ở bên em nhá. Cái mẫu này là 4-16 x 50
4-16 nhân cho 50 khoảng cách nhé các bác nhé. Mấy con này là 4-16 nhân cho 4-16 nhân cho 44 và 1-16, còn con này là 4-16 nhân 50. Mọi người chú ý rằng là cứ cái thông số to thì mọi người mặc định là sẽ zoom được xa hơn, đồng nghĩa với việc là sẽ bắn được xa hơn nhé các bác nhé. Đấy, sẽ bắn được xa hơn. Cái thằng West Hunter mà cái thông số này ấy, cái tầm hơn 3 triệu này thì có cả thông số 6-24 nhân cho 50 nữa, nó đắt hơn 200.000, nhưng mà bây giờ nó đang hết hàng nhá. Thì anh em là có cần thông số lớn như vậy nữa thì bên em cũng có, em nói trong video như vậy để cho anh em, ví dụ anh em nào cần thì cứ inbox Zalo cho bên em ba số kia nhá. Đấy, con này thì sẽ có cả bánh xe, nhìn là cực kỳ là hầm hố luôn nhá các bác nhá. Thân kính dài, cái kính này nó sẽ dài hơn cái kính hai kính này rất là nhiều. Mặc dù là 4-16 nhân 50 ý, khoảng cách ý, nhưng mà các bác nhìn đây này. Đấy, nó chênh nhau, nó rơi vào tổng độ 15 phân nhá, 10 phân nhá các bác nhá. Đây. Dài ngắn nó chênh nhau là tổng độ 10 phân nhá các bác nhá. Đó. Thì con này cũng là để tâm đẹp luôn nhá các bác nhá. Bây giờ em sẽ cho anh em xem tâm. Và con này nó sẽ có đèn hồng tâm nhá các bác nhá, đèn hồng tâm. Đây. Bây giờ em sẽ cho anh em xem tâm nhé. Trời tối thì em bước quay cái có đèn hồng tâm. Thế thì em cũng bảo rồi hôm nay thì em về hàng tối. Đây em quay luôn nhanh. Úi xa, úi xa. Để máy, em mới để máy tính gọn vào. Đây nha các bác nha. Chấm tròn ở giữa và vạch trên vạch xuống. Đấy. Tâm là cực kỳ là đẹp nha các bác nha. Em ơi lấy cho anh cái kính đấy cái. Lấy kính hai cái mẫu kia đây để anh quay lốt. Chỗ này có bóng đèn ấy, nhìn nó cũng sáng sáng, nhìn được ấy. Cầm đứng lên luôn. Mà mở này nó mở luôn. Đây. Mẫu 4-16 nhân cho mẫu này. Mẫu này tâm mạnh. Tâm mạnh. Tầm này tối là quay khó quay lắm. Em mới zoom cao lên một tí cho anh. Zoom mức 8. Rồi mức 9. Cái tâm mảnh. Tâm mảnh lắm. Cái này phải quay trời sáng cơ. Đã quay trời sáng rồi, lấy cái kia đây. Lấy cái cuối đây. Cái cuối đây nhá, cũng không nhìn cái gì, trời tối không nhìn cái gì cả, nhìn xa cho không nhìn thấy gì cả nhé các bác nhá, không nhìn cái gì cả, trời quay trời tối không nhìn cái gì đấy. Thì em cứ bật lên như vậy tâm thì nó như cái vỏ hộp ấy, thì em bảo lúc đầu đấy, bác nào mà cần chi tiết thì inbox cho em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video giới thiệu sản phẩm lần sau.